Hello mọi người, chào tất cả mọi người trở lại kênh Hiếu Già Vlog trong một buổi chiều đẹp trời. Thật ra thì hàng cũng không về mà nhưng cũng cố gắng làm sao để quay clip cho anh em, chứ để anh em có cái để mua. Thì rất là nhiều anh em hỏi là cái máy Kano. Hôm trước con Yamaha 50 ngựa này cũng có anh kia hỏi mua. Rồi xong khi cái anh mà cái anh ở ngoài Quảng Ninh anh chốt rồi thì lại 3-4 người nữa hỏi mua tiếp. Thì có anh kia hỏi mua thôi. Anh đặt cọc 2 triệu nha, rồi về anh test máy nổ anh chuyển tiền đủ. Chứ giờ anh về máy không nổ rồi sao? Ủa mình bán hàng mọi người là phải máy, là phải bao nổ, bao zin, tình trạng máy có sao thì mình sẽ nói vậy cho anh em chứ. Giờ ổng bảo là về không nổ rồi sao? Thôi thôi khỏi mua anh chứ giờ biết sao. Thật sự thì mỗi tất cả các máy không riêng gì máy Kano thì mình đều phải hướng dẫn anh em cái cách vận hành ha. Kể ra những con máy giống như vậy không? Mọi người thấy không? Bơm nước rất là mạnh. Đây là Ganti thôi nha. Con này thì nó lái bằng vô lăng cho nên là không có cần gang ở đây, thì mình phải kéo cần gang ở đây để mình lên giao thử nè. Đó. Đó thì đó là mình phải cho nổ và ít nhất cho nổ vô đai vài tiếng để sao? Tại nhiều khi ở bên đó cái máy người họ để lâu rồi á, họ sẽ bị giống như là xúc bắp nó không kín hoặc là biết xong nó nằm một chỗ lâu quá. Thì mình về mình sẽ đổ nhớt vô trong xăng. Kể cả 2 thầy hoặc 4 thầy cũng vậy mọi người. Đây con này là 4 thầy nè, mình phải đổ một tí nhớt vô xăng để cho nó chạy, cho nó trơn tru các kiểu. Đổ cái lượng ít thôi. Ví dụ như 10 lít xăng thì cần phải một xịn nhớt thôi. Đó là riêng 4 thầy nha. Còn 2 thầy thì mình pha tỷ lệ là bao giờ cũng tỷ lệ là 3-4%. Như là 100 lít xăng á là 30 lít nhớt. Một cái bình của mình là 30 lít, nó là 27 lít máy, 28 lít á, thì mình pha là 3 xị ha. Đó thì mình sẽ cho nổ như vậy. Tất cả các máy là đều mình vận hành và đều nổ hết và gửi clip cho anh em xem và hướng dẫn cái cách sử dụng. Còn riêng giống như mấy con này thì không có gì sử dụng nữa mọi người. Ngon, nổ ngon là ok rồi. Đó, nước mạnh như vậy ha. Đó, lên da nhỏ nhỏ tí thôi. Nước cực mạnh. Thấy không? Có nước giải nhiệt bô đầy đủ. Con này nãy giờ nổ chắc tầm hơn nửa tiếng, con này anh Quảng Ninh anh lấy nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái con máy này, rồi mình sẽ gác ba con máy Kano nhỏ lên để quay cho mọi người xem và có giá hôm nay nha mọi người nha. Rồi mọi người, sau khi quay cho mọi người xem thì cuối cùng em máy đã lên đây và hôm nay có ba con máy Kano nhỏ nha. Đầu tiên là con Yamaha, con này là 2 thì mọi người. Con này còn cực đẹp nha, bình xăng thì bình xăng trên nha. 1 2 3 con đều có bình xăng trên hết. Cái con này nó tiện con cái là mọi người không phải cần số gia khi mọi người chạy tới đúng không? Là quay như vậy. Đó, khi mọi người muốn gia lại thì quay ngược cái máy lại. Con này là 7 màu luôn nha. Nè. Còn rất đẹp. Con này 2 thì chạy xăng phơi nhớt, một động cơ, một máy. Đây là giật đây. Đây là công tắc ở đây. Đây là cái e. Đây là nắp gài của cái nắp nha. Còn rất đẹp, cực đẹp luôn mọi người. Để chụp đây trước. Ok, đó. Con này giá là 9 triệu nha. Thì bao hoạt động giống như mấy con này vậy thôi, con nào mình cũng bao hoạt động hết, yên tâm. Khi mọi người chạy để một nắp khóa lại. Ok, dặn này khóa lại sẽ hết quay này được. Đó, đây cần số, đây cần số. Mọi người muốn vô thì vô, muốn quay ngược thì quay. Đó, bao đẹp ha. Máy Isabel nè Hoàng. Với lại một con này là 2 ngựa, vẫn là 2 thì. Cái con này máy thì đẹp từ trên tới dưới mà mỗi nó chốc chốc chỗ này, giận ghê. Tại vì biết sao, nhiều khi họ chơi bên đó họ để ở dưới nước á, ngâm chân dưới nước mọi người, nó bị dọp. Anh em về trà sơ này lại sơn màu đen, cực đẹp luôn. Con này quá đã luôn á. Này anh em đi xuồng phao tầm khoảng cỡ 27, 28, 25 gì đó, chạy vòng vòng vi vu hoặc chạy trong vuông tôm gì đó ha, tuyệt vời. Bình xăng này chắc được tầm khoảng cỡ 2 lít xăng pha nhớt. Con này thì 7 triệu. Đây là cái con này là có cái công tắc an toàn mới ghê chứ. Con Yamaha này là không có nè mọi người. Yamaha thì không có công tắc an toàn. Với lại có một con Suzuki, con này là 4 thì 2 HP, 2 ngựa nha, 4 thì 2 ngựa. Đây là tới và da thôi. Đó. Ngon lành, đây là e. Máy thì đẹp, nói chung là máy là mình lựa từng con từ bên đó hết cho nên là bao mọi người là đẹp hết ha. Con này là cái máy này nó đẹp như vậy mọi người thấy không? Zin hết nha, toàn tập hết. Này về chạy tạch tạch câu cá thì ok, ngon lạnh. Đây nè, khóa xăng. Đây là khóa, đây là mở. Khóa xăng họ làm đây nè, ngay chỗ này luôn mọi người. Đẹp chưa? Cực đẹp ha.
Đó, ba con. Con này có chân vịt đầy đủ nha. Chân vịt mình đang tháo ra lấy cái mẫu đi mua rồi. Tại vì hôm trước mua thì lúc ở bên Nhật thì cái chân vịt nó không có bị mẻ một lỗ. Thì về đây thì coi lại mẻ lỗ cho nên mở cái mẫu để đi mua cái chân vịt khác để lắp vô cho mọi người, chứ để vậy thì anh em sao chạy được. Đó. Có ba con, có giá. Với lại hổm gà anh em họ bếp ga thì hôm nay về có 6 cái, 8 cái chứ, 6 cái nút vặn và 2 cái nút nhấn. Thì mấy con này thì bếp và đẹp hết mọi người ha. Bao mọi người bếp ga Nhật thì mọi người biết rồi. Cái thứ nhất là tiết kiệm ga, cái thứ hai là an toàn. Đó, hai cái đó là đáp ứng đủ yêu cầu của mọi người. Đây nó có cảm biến nè, khi mà mọi người nấu mà nó dụ một là nó khô nước ha. Hai là khi nấu nó cạn nước hoặc là nó hết khô nước, nó không bị cháy cái nồi. Lửa nó sẽ tự động nhỏ và mọi người quên tắt nó sẽ tự tắt luôn. Và khi nó tắt nó sẽ khóa ga luôn nha, chứ không phải là nó tắt nó xì ra hoài. Như vậy thì nguy hiểm. Ga thì xài ga bình thường, ga nào cũng được. Con này là xài pin. Đó, pin này. Hai cục pin lớn ha mọi người ha. Đúng cái đây. Bếp thì nó đầy đủ các chức năng giống như là chống tràn, chống đồ đầy đủ ha. Bếp ga mọi người thấy không? Điện đài tèm lem tét lét. Có cục pin Nhật nè, nè. Đó. Nó có cảm ứng, nó đánh lửa bằng điện tử chứ không phải đánh lửa bằng bằng cái con IC mà hay mọi người hay xài, cái bếp ga của Việt Nam hay kêu cọc cọc nha. Có nghĩa là con này là đánh lửa bằng điện tử, nó có IC mà IC dạng kia kìa. Không phải giống như cái của Việt Nam mình. Đẹp, nói chung là đẹp, bao mọi người là đẹp. Thì có một con như vậy là 2,5 triệu nha. Đó. Con này cũng 2,5 triệu. Nè. Hàng đẹp hết mọi người nha. Con này con số 2. Còn đây là con số 3, có hai con nút nhấn thì cái giá nó mắc hơn tí xíu. Con nút nhấn thì là con này con số 5. Con nút nhấn là giá là 3 triệu. Đó ha. Ok, ngon lành hết. Nút nhấn thì bao giờ cũng mắc mọi người. Cái nó có khóa an toàn đây nè, khi mọi người không xài đó là khóa nít mà thật sự thì khỏi cần. Đó, nhấn như là tự nó đánh lửa. Và khi anh em xài dụ 1 2 tháng 2 3 tháng đó, khi mà nhấn xuống nó tịch 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 đúng không, nó cháy lên xong nó tắt, thì anh em thấy cái đèn đỏ ở đây nó nổi lên màu đỏ là nó bị hết pin. Nhớ nha, là anh em mua một bộ pin chưng cái vỏ bằng inox á thì thay vô, chứ đừng có thay pin con ó. Ở trong miền Nam rất là nhiều anh em thay pin con ó, ở ngoài Bắc á, thì anh em thay pin con thỏ. Thật ra thì nó không có pin, cái pin đó nó điện rất là yếu, anh em xài chỉ được 1-2 hôm thôi. Anh em cố gắng làm sao mua pin Panasonic hoặc là pin Excel hoặc là pin gì á mà cái vỏ nó phải bằng inox thì xài nó mới lâu được, nó được vài tháng. Vấn đề ở đây là nó an toàn, an toàn tuyệt đối. Mọi người không bao giờ nấu mà bị cái nồi mà mọi người bị lủng luôn nha. Có nghĩa là đủ nhiệt độ cái cảm biến này, ví dụ nó là 200 hoặc 300 độ gì mình chưa tìm hiểu kỹ về cái bếp ga thì nó sẽ tự động nó tắt luôn. Chứ để mà giống mấy cái bếp mà anh em ở Việt Nam xài mua ngoài thị trường đi, khi mà nấu anh em lỡ đi hay là cô chú bác gì đó lỡ đi ra vườn làm vườn hoặc là có công việc có khách gì đó là nó hư luôn cái nồi, nó cháy, thậm chí là nó sẽ phát ra hỏa hoạn khi mà nó lủng luôn cái nồi, nó cháy xuống và nó xì ra và nó sẽ cháy luôn. Còn riêng cái dòng Nhật thì mọi người biết có là nó có cảm biến và nó công nghệ đầy đủ trong đó hết thì nó sẽ không có bị cái tình trạng mà đó xảy ra, và đồng thời là nó tiết kiệm gần phân nửa so với lại cái bếp thường của mình đó. Đó, bếp ga Nhật nó là được một cái lợi thế như vậy mọi người. Đó, bếp con cũng đẹp hết. Hổm gà lâu lắm rồi mới được mấy con bếp đẹp như vậy. Không có cái nào còn pin gì ác gì. Cái này á, là của cái lò bên trái, cái này của lò bên phải, cái này là của lò nướng mọi người ha. Và khi mọi người nướng thì mọi người nên nhớ là đổ một miếng nước ở dưới cái khay này nè. Muốn ngon á là đổ một miếng nước ở dưới cái khay. Chứ thôi là nướng nó quá nhiệt độ nó sẽ tự ngắt. Thì mọi người đổ nước cái khay nướng rất là ngon nha. Mà đặc biệt không phải là mọi người cứ nghe nướng là khi mà nướng nó khò trực tiếp cái ga vô cái thực phẩm mình nướng, mà là nó đốt cháy cái nhiệt, thanh nhiệt, cho nên là mọi người thấy không? Đó, nó cháy cái nhiệt đây nè. Đó, và nó tỏ cái hơi nóng xuống ngay chỗ cái thực phẩm mình cần nướng. Có nghĩa là nướng bằng nhiệt chứ không phải nướng bằng lửa. Cho nên là nướng là cực kỳ ngon. Cái này nướng nửa gà thì ok, ngon lành luôn. Chứ không phải là bảo anh em là nướng bằng ga mà nó khò trực tiếp ga vô nướng giống như mà anh em lấy cái đèn khò khò vô nha, không phải nha. Đó. Có hai con bếp nhấn. Thì hai bếp nhấn thì 3 triệu con. Còn mấy con kia là 2,5 triệu con. Bữa nay về hai con phát điện mọi người. Con này là máy dầu nha, con này là 2,5 kg, 250 máy dầu. Ủa con này máy Yanma hả ta? Ủa thường thường mấy con này máy Ruby, sao con này là máy Yanma nè.
À nè. Con này còn cực đẹp nha. Đẹp. Nói chung là zin từ AZ, từ chân cẳng các kiểu. Con này xài điện 220 nha. Cái thông số nó mất tiêu rồi. Đợi xíu để cho mọi người coi thông số. Quan trọng bây giờ coi cái máy trước đi ha. Đó. Dây đồng là zin hết nha. Còn vàng ươm luôn. Chân máy cách âm các kiểu còn ngon lành. Ở đây á là xả nhớt. Còn đây là nếu mà mọi người ở trên châm dầu á, lỡ nó có đầy á, nó sẽ tràn xuống đây nha. Thì con này nó có một cái lỗi khuyết điểm là cái nắp dầu bị móp, giờ phải sửa lại và gắn nắp dầu lại nè. Đó. Con này chạy dầu cách âm còn rất là ngon nha. Cái thông số nằm đây, đây tên. Nó là 2.4 kW. Nếu mà tại dòng tour mà 3600 thì được 3.1 kW mọi người nha. Nè đó nè, đó tại dòng tour 3600 được 3.1 kW, còn trung bình nó là 2.4 kW. Mấy con này anh em về xài máy lạnh đèn quạt thì ok, ngon lạnh được rồi, gia đình xài thì quá đã rồi. Nào giờ mới biết cái con này nó có cái gài này nè mọi người nè. Hồi trước giờ mấy cái con kia á, là không có cái gài bật qua này, mình không để ý. Hôm nay để ý là con này nó có cái gài. Máy thì bao mọi người đẹp, chân máy zin hết luôn nha. Con này chạy, nó không có đồng hồ chứ thật ra con này thì chạy chắc là ít giờ đấy. Nè. Đồng hồ giờ, à con này chạy 789 giờ. Đó, cái đồng hồ này sao nó bị đai để kiểm tra lại nha. Này là công tắc. Này là khóa đề. Đề đây, tắt đây. Ok, một con. Và con này bán là 20 triệu mọi người nha. À, cái con bơm nước nữa nè. Hôm qua giao một con, hôm nay về một con. Con này bể đồng hồ, với lại hôm qua cái con kia là 3 tầng cánh. Thì cái lưu lượng nó sẽ ít hơn và cái áp sẽ cao hơn. Con này là 2 tầng cánh nha. Cao su chống rung. Con hôm qua là số 3, con này số mấy nó mất tiêu rồi. Thì mình vẫn bắt công tắc cho mọi người luôn, hai công tắc ha. Hai công tắc là tương đương là 2 motor. Con hôm qua là 200 mấy chục lít, thì con này là 430 lít. Đây, nó lớn hơn, cái lưu lượng nó lớn hơn kia. Tại vì nó ít tầng cánh hơn thì sẽ lớn hơn, mà cái thông số sẽ ít hơn ha. Thì nó đẩy dù con này là 430 lít trên 1 min. Đó là tính từng con nha. Nếu hai con thì mọi người nhân làm 2. Và 20 đẩy chiều cao là 28m, 5.5 kW là mọi người, nó tính là đơn vị từng con nha. Thì anh em nên nhớ là phải nhân làm 2. Cái họng hút là họng 65, hôm qua con kia là họng hút là 42. Họng xả con này là 80. Đó, thông số đầy đủ. Này anh em chỉ dành về tứ bét, tứ phun gì đó thì ngon lành. Đây họng hút. Đó, có ha, 65, 80 thì anh em gắn 90 vô. 65. Đó, đầy đủ. Đồng hồ thì bể bên, thật ra thì đồng hồ này bỏ đi, bích này lại. Hai cái đồng hồ bỏ bích lại đi, đâu cần xài tới đâu. Và một số anh em hỏi là ổn hiếu, cái máy bơm thì nó có bình áp để làm gì? Cái bình áp này thì nó hỗ trợ để anh em đẩy đi xa, nó tích áp trong đây và đẩy đi xa nha. Đó, đầy đủ, con này thì 27 triệu thì cũng bằng con kia thôi. Vẫn chạy điện một pha nha mọi người, tại vì nó có hai biến tần. Đây. Hai biến tần. Đây. Hai đường điện vô mình để chừa cho anh em nhớ nha. Đó, hai điện vô. Đánh hai cái dấu tích. Với lại một con phát điện Honda, con này là 4 khí. Con này là 19 triệu, con này máy xăng nha mọi người. Khóa zin còn luôn nè, con này giờ lắp bình vô là đề thôi. Đó. Đẹp. Máy xăng, máy Honda. Con này là như Honda là 390 hả ta? Hay nhiêu lâu quá mình cũng không nhớ, mình quên bả rồi. Con này em mua về xài gia đình, con này chạy siêu êm luôn mọi người. Siêu em, con này chạy cực ngon. Giá thì nó có 19 triệu thôi. 4 kg 19 triệu, con kia 2,5 mà 20 triệu. Thì anh em nên cân nhắc là mua con nào. Thì số thì mình có ở dưới góc màn hình đó, anh em cứ alo ha. Với lại hôm nay có hai cái con gọi là hai con trà sàn vệ sinh đó mọi người. Để nó quét và nó hút lên. Thì con này là Catcher, con này là của Đức. Đức mà lại xuất ở Nhật. Cái này là cái này nước cái này nước sạch bỏ trước mọi người ha, nước sạch là bỏ ngay đây. Và cái van điều tiết nước là nằm ngay đây, ít hay nhiều ha. Còn cái cần này đã dành hạ cái này nè mọi người, đó hạ nè, đó ha, hạ trước hạ sau. Còn cái này á là hạ ngay đây, cái này là hạ ngay đây nè. Ở dưới đây nó sẽ có hai cái chổi mọi người, con này là hai chổi đây nha, nè đây chổi, đây chổi, nó sẽ quay, nó sẽ trà và nó sẽ nhiễu nước xuống đây. Nó sẽ thả nước xuống đây và nó sẽ trà sạch cái nền mọi người, và xuống sau này nó sẽ hút lên đây nha. Nó sẽ trà và nó sẽ hút lên cái bồn này. Bồn này là bồn nước dơ nha.
Rồi khi mà mọi người đầy thì đem cái này ra và xả nước xuống, đổ vô cái nơi cần xử lý hoặc là đổ vô cái cống gì đó tùy theo. Mấy cái này thì anh em hay đi trong siêu thị nè, hay là trong những cái phòng khám hay trong cái sân bay á, thì có rất là nhiều cái con này ha. Con này mới thì khá là mắc, nhưng mình đừng so đồ mới, đồ mình giống như mới thôi, chứ đừng có so đồ mới anh em chửi chết ạ. Con này 29. Đây mọi người, Catcher. Con này là 45 triệu bao hoạt động, bao vận hành nha. Đây là cái nắp sử dụng nè. Này là ok, để bây giờ để mình sẽ tìm hiểu và vận hành hết cho anh em. Con này là số tự động, vừa đây là tới nè. Đây là ga nè ha. Đó, cái cần số ngay đó, cần ga hoặc là ga. Yes. Đó. Tới lui là cần này. Đó, nó là xài điện cho nên rất là nhẹ nha, anh em phải nên từ từ thôi nha. Ví dụ đây là ga. Đó, đạp ngay là ga ha. Bật đây, đạp cái là tới. Ngon lành. Con này còn cực đẹp luôn mọi người. Con này hình như nhìn giống như là mới luôn á. Mới keng. Với lại một con nữa. À quên, con này có báo giá nè. Con này là 45 triệu nè. À, với lại một con này nữa. Con này thì đời cao hơn nè. Mà nó bị chày mọi người. Tại vì cái màu đen này sẽ là dễ bị chày. Con này là được sản xuất ngày 14 tháng 12 năm 2022. Đó, mấy ngày nữa là coi như là nửa tháng nữa là 2023 rồi. Ngon lành thì tất cả là đều bao hoạt động hết. Cái này nó bị chỗ này phải chấm hàng là mọi người nè. Đó nha, mình phải xử lý cái này cho anh em. Về anh em chỉ có việc xài và xài đó. Bồn nước là nằm ở đây. Châm nước chỗ nào ta? À đây, châm nước sạch vào chỗ này. Dây sạc đây mọi người ha. Dây con này là sạc trực tiếp, không có phải qua cục sạc. Trực tiếp thì anh em cắm vô đây nè. Ây da, đây, cắm vô đây. Đó, ngon lành, cắm vô đó. Đây là nút tắt khẩn cấp, đây là khóa. Còn đây là tới lui. Và cái tay lái con này nó bị một lỗi tí xíu là nó bị nứt, bể mất tiêu một cái miếng nhựa ở chỗ này nha. Thì tình trạng máy móc có sao thì mình báo cho anh em riêng vậy. Con này cái bàn chà lớn hơn nè. Cái dàn quét nó lớn hơn rất là nhiều. Đèn cảnh báo, con kia không có đèn cảnh báo. Mọi người, con này là 40 triệu, thật ra con này đời cao hơn. Nếu mà nó không bị chày tí xíu thì con này nó sẽ mắc tiền hơn. Mà được con cái này bị chày cho nên mình mua bên nó giá nó cũng được, chứ không phải là mắc, cũng không phải là rẻ. Bao hoạt động, bao vận hành. Bình nếu mà mình kiểm tra, nếu mà bình mà quá dưới 6-7% mình sẽ thay cái bình mới cho mọi người luôn. Vấn đề làm sao mọi người xài ngon là được. Đó, đó là vấn đề ha. Nay được có mấy món gì đó, anh em coi chốt cái món gì thì chốt chứ giờ hết rồi. Hết hàng à, đang chờ chắc qua tuần chắc có khui công nữa thì lên tiếp tục hàng cho anh em nữa nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em và hẹn anh em những clip sau nha. Bye bye.